chúng ta sang cái phần là 6 giai đoạn đời người. Đầu tiên là chúng ta đi học. 22 năm đầu đời chúng ta đi học. Trong quá trình chúng ta đi học thì có những người trở thành sự học và có những người vĩnh viễn là đi học. Đi học chưa chắc đã biết đến sự học. Đi học là thụ động, còn sự học là chủ động. Nên rất nhiều những nhà khoa học, những bậc minh triết, họ đi học được vài năm rồi vì họ xuất sắc quá nên bị thầy đuổi. Edison lớp 2 là bị đuổi rồi. Đuổi rồi thì ông ta học nữa không? Ông ta học cả đời. Học qua cái gì? Qua sách, đọc sách cả đời. Như vậy là sự học của họ tiếp tục, còn đi học thì dừng lại. Đi học thì dừng lại nhưng sự học thì cả đời. Còn hầu hết người Việt nhầm đi học là đủ. Đây là cái vô cùng dại dột của người Việt. Bill Gates là năm thứ 2 đại học bỏ, thành lập doanh nghiệp, rồi làm lụng các kiểu, rồi mười mấy 20 năm sau trở thành tỷ phú thế giới, rồi sang Việt Nam nói chuyện với trường đại học quốc gia Việt Nam. Ở bên dưới mấy nghìn sinh viên, có một sinh viên cầm mic mới hỏi là: thưa ngài, ngài bỏ học đại học thì ngài lấy kiến thức đâu để mà điều hành doanh nghiệp? Bill Gates nghe câu đó, Bill Gates không hiểu. Các anh chàng phiên dịch, dịch xong Bill Gates không hiểu. Bill Gates hỏi lại cái câu này cho tôi cái. Và phải hỏi lại 3 lần. Rồi Bill Gates mới cười. Bill Gates mới bảo: tôi chưa bao giờ dừng việc học cả. Tôi chỉ dừng cái việc đến trường thôi. Tức là Bill Gates không ngờ là một cậu sinh viên của Đại học Quốc gia mà còn hỏi một câu ngây thơ đến như vậy. Họ không bao giờ họ nghĩ được. Họ bỏ học đại học không có nghĩa là họ bỏ học, đúng không? Cả cuộc đời họ vẫn đang học. Bằng chứng là những người đó họ đọc sách rất giỏi, mà toàn sách tinh hoa, sách hay họ đọc thôi. Sách gối đầu giường của họ toàn sách hay thôi. Còn chúng ta bước khỏi cổng trường đại học rồi chúng ta quên dần sách vở. Rồi cả đời chả đọc sách mà thay sách bằng quán nhậu. Và chúng ta gọi là gì? Đi nhậu để mở mang mối quan hệ. Nên ở Việt Nam là quán nhậu đông như quân nguyên là thế. Đấy. Nên giữa đi học và sự học là nó vênh nhau nhiều lắm nha. Cái đứa mà nó cứ cặm cụi nó đi học, rồi nó học theo cô chỉ, rồi nó làm theo bài của cô làm bài văn mẫu, thì cái đứa đó là học sinh giỏi toàn diện, gọi là con ngoan trò giỏi. Còn cái đứa mà nó bỏ học ngang rồi nó tự học thì nó trở thành con đại bàng, nó tự tung cánh trên 9 tầng mây. Còn con ngoan trò giỏi thì nó biến thành gì? Gấu bông, biến thành gà công nghiệp. Ngoan ngoãn, mũm mĩm, nói lời dễ thương, nhưng đẩy vào cuộc đời chẳng biết làm gì hết. Vì cuộc đời không có ba rem, cuộc đời không còn giáo viên chấm bài nữa, nó phải tự chấm cho nó. 12 năm học cộng 4 năm học đại học, có ba rem và có giáo viên chấm bài thì nó trở thành học sinh giỏi. Bước ra cuộc đời không có giáo viên, không có người chấm, vậy nó phải tự chấm bài, nó phải tự định lượng lại nó làm tốt hay kém. Nó làm kém thì nó bị thất nghiệp vậy thôi. Nó làm kém thì nó phá sản vậy thôi. Nên cái giai đoạn này này quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn không định hình được cái giai đoạn này thì toàn bộ cái giai đoạn trên là bị muộn. Vẫn được nhưng muộn. Đi học và sự học phải hiểu cái này rất sâu sắc. Sự học là cả đời, còn đi học là đến trường. Là đến trường. Theo các bạn, một cái cậu bé được 10 trên 10 do đi học chăm chỉ, và một cậu bé cũng đi học nhưng lười hơn, và nó làm bài theo ba rem của nó, chẳng theo ba rem của ai cả, nó tự nghĩ và nó tự làm, thì đứa bé đó chỉ được 5-6 điểm thôi. Không giống cô, dù có trùng đáp án, trùng đáp số, điểm vẫn không cao được. Vì xuống hàng không giống cô, thụt đầu hàng không giống cô dạy, thì nó không được 10. Thì cái đứa được 6
và cái đứa được 10, đứa nào sau này ra làm sếp, đứa nào là nhân viên. Cái đứa 6 làm sếp mà cái đứa 10 làm nhân viên cả đời. Khác nhau chỗ đấy đấy. Đây là cái chết của người Việt mình không hiểu về đi học và sự học. Con tôi là tôi lúc nào cũng khuyến khích cái sự học này. Nên đứa nào học trong trường lớp cũng dốt hết là vì thế. Vì điểm nó thấp. Các bạn biết bây giờ nó chỉ cần học sinh tiên tiến là dốt nhất lớp rồi gì nữa. Trong một lớp 40 đứa thì có thể 35 đứa học sinh giỏi rồi. Nó là học sinh tiên tiến như vậy là từ hạng 36 đến 40 rồi kìa. Rốt gần nhất lớp gì nữa. Là bình thường. Là tiên tiến là còn ngon đúng không? Phải làm sao thành học sinh trung bình ngon nữa. Bản lĩnh. Cái đứa mà nó đi học chăm chỉ làm theo ba rem ngoan ngoãn thì lớn lên nó trở thành một đứa trẻ thụ động, đi làm thụ động. Và nó ảo tưởng điểm nó cao, nó tưởng là nó giỏi, sinh ra tâm lý ảo tưởng. Còn cái đứa mà nó tự lực cánh sinh thì nó lớn lên, nếu có đạo đức thì nó trở thành lý tưởng. Nếu thiếu đạo đức thì sinh ra tham vọng. Vì nó giỏi hơn người, nó bản lĩnh hơn người nên giấc mơ nó lớn. Và nó làm được giấc mơ đấy vì nó tự lập từ bé. Nếu có đạo đức thì sinh ra lý tưởng, nếu thiếu đạo đức sinh ra tham vọng. Các bạn hình dung nha, nó vậy là lên đây thành một cấp độ nữa. Bắt đầu bước vào cuộc đời rồi. Nhưng mà lúc này còn trẻ, 20 mấy, hăng lắm. Mà càng hăng thì dễ cống hiến. Nên các bạn mới để ý làm cách mạng là làm với tuổi trẻ hay làm với tuổi già. Các bạn đi xây dựng cách mạng ở những cái quốc gia ABC nào đó, giống như Bác Hồ ngày xưa xây dựng cách mạng, là lựa mấy ông 60 tuổi, 70 tuổi làm cách mạng hay lựa cái đám sinh viên. Cái đám trẻ nó mới hăng. Còn mấy ông già sắp xuống lỗ rồi mà đi dụ làm cách mạng ngây thơ, đúng không? Mấy ông già, mấy ông đó suy xét có nên làm cách mạng không? Thế là cống hiến rất hăng, rất nhiệt tình. Nhưng lúc này là cái hăng hái này thiếu chiều sâu. Nên đôi khi giúp bậy, giúp bạ cũng giúp. Làm thiện nguyện, nhưng mà làm thiện nguyện rồi hư cả cái xóm đấy. Rồi nó lớn lên một chút nữa thì nó lập gia đình, rồi nó mở doanh nghiệp, và từ đó nó hình thành những sự nghiệp và gia đình. Đối với người nữ thì họ tập trung vào gia đình, đối với người nam thì thường là tập trung vào sự nghiệp. Sau đó chúng ta già rồi chúng ta chết ở chỗ này này. 90% đấy, chúng ta già và chết ở cái mức số 4 thôi. Thỏa mãn rồi, có vợ, có con, có 1-2 căn biệt thự rồi, thế thôi, rồi già rồi chết thôi. Rất ít người bước lên đây. Trưởng thành theo chiều sâu, đi vào chiều sâu của nội tâm, thấu hiểu chính mình một cách sâu sắc. Từ đó bước vào giai đoạn cống hiến thứ hai, giai đoạn cống hiến theo chiều sâu, không cống hiến bằng một cách cạn cợt nữa. Cái này là dư luận nó dụ mình làm cái gì mình làm theo này. Nó bảo, ê, đi thiện nguyện chỗ này đi là mình nhào đi mình làm theo này. Ê, cái chỗ đó nó phải mổ mắt ấy, góp tiền đi là mình góp này. Chứ mình không có suy xét là nó có mổ mắt thật không, bác sĩ đó có thật không, mình không có suy xét đâu. Xong mình cũng forward tin đi khắp nơi, bắn tin rác lung tung các nhóm cả chỗ này này. Chứ mình không có suy xét theo chiều sâu. Thì ở đây tôi miêu tả lại 6 cái giai đoạn đời người này chi tiết hơn nha. Cống hiến theo chiều cạn, hăng và nhiệt tình, dễ bị theo đám đông và bản ngã nó giật dây. Cái tôi nó giật dây. Khi đi làm thiện nguyện thấy cái tôi của mình nó được hay. Cái tôi nó được vuốt ve, tôi là người tốt, nó hay. Bản ngã nó giật dây và dễ hùa theo đám đông. Sự nghiệp thì nó hướng ra bên ngoài nhiều, cơm áo gạo tiền. Nha. Còn quay vào bên trong thì cũng chỉ là quay vào gia đình thôi, chứ chưa biết quay về chính mình. Và đến cái giai đoạn số 5 này này, thì các bạn muốn đi vào chiều sâu của nội tâm, người ta vẫn hay dùng chữ tâm linh nhé. Tâm linh là đi vào chiều sâu của nội tâm.
thì các bạn biết quan sát, phân tích và đúc kết lại cuộc đời và từ các vĩ nhân, từ các thánh nhân. Vĩ nhân thì vẫn dẫn đến thành công, và thánh nhân thì dẫn đến chiều sâu của nội tâm. Thánh nhân mới dẫn đến hạnh phúc nha, vĩ nhân chưa chắc dẫn đến hạnh phúc đâu. Nên cả cuộc đời mà các bạn không tìm lại những sách mà thánh hiền để lại, thánh nhân để lại, xem họ đi con đường gì, rồi mình thử đi trên con đường của họ, thử hiểu lời họ dạy, thì các bạn không chạm vào chiều sâu nội tâm được. Đó là lý do vì sao các bạn muốn hiểu lời Phật dạy, các bạn phải đi học thiền là vì thế. Còn các bạn chỉ học mỗi lý thuyết không hiểu được, giống như cầm quyển sách lên cứ học về bơi, chưa bao giờ nhảy xuống hồ không biết bơi được. Suốt 45 năm đi giảng của Ngài, Ngài chỉ học trò ngồi thiền rất nhiều, nghe pháp ngồi thiền rất nhiều. Thế là bây giờ mình nghe mỗi pháp thôi, chẳng có ngồi thiền bao giờ. Tức là mình học nửa vời thì không sâu được. Đó. Nên phải học hỏi từ các thánh nhân, mình phải nhìn cuộc đời của họ, rồi nhìn lời dạy của họ, hai cái này. Rất nhiều người học chỗ này bị sai này. Họ học lời dạy của các thánh nhân mà quên mất nhìn cuộc đời của các thánh nhân. Chính những biến cố cuộc đời, chính những cái hành xử trong cuộc đời cũng là những bài học rất sâu sắc. Rồi khi các bạn vượt qua cái giai đoạn số 5 này này, giai đoạn này nó dao động từ 5 năm cho đến 15 năm, thì các bạn vượt qua được giai đoạn này. Người nào đi nhanh thì 5 năm, người nào đi lâu mất 15 năm, thì các bạn bắt đầu mang cái chiều sâu đó đi cống hiến. Thì cái cống hiến này vô cùng giá trị, nó chắc lắm. Nó không có cái kiểu azure như cái nhóm đám đông này. Nó chắc chắn vô cùng. Thì cái giai đoạn từ số 4 lên cái số 5 này này là cái giai đoạn tôi quan sát. Ngày xưa thì từ 40 đến 50 tuổi, bây giờ từ 35 đến 45 tuổi. Vì bây giờ có công nghệ thông tin nên các bạn được tiếp cận nhanh hơn. Các bạn biết những lớp học hay, các bạn biết những bậc thầy giỏi để mò đến học nhanh hơn. Rồi sách nói, sách ebook nó nhiều, các bạn tìm được. Nên cái giai đoạn từ 4 lên 5 nhá, là 35 và 45 tuổi, 10 năm này. Trong 10 năm này các bạn nộp đơn nghỉ việc vô cùng nhiều. Vì cái sự nghiệp này này nó cạn lắm, còn bước vô đây nó sâu. Một cái thằng cạn cợt, một cái thằng sâu sắc, thì đương nhiên các bạn phải chọn thì chiều sâu và bỏ chiều cạn rồi. Thế là các bạn đang hì hụi làm doanh nghiệp, lương cao ngất ngưởng, nộp đơn nghỉ việc bình thường. Lương 5.000 đô vẫn nộp đơn nghỉ việc, về đi làm thiện nguyện zero đồng. Về tự nhiên đi làm những cái việc dỗi hơi, chả thấy đồng nào, vẫn cứ đi làm. Là vì tâm thức của họ ở đây này. Tâm thức của họ ở đây thì họ không làm được những việc này nữa. Các bạn cứ chỉ cần nâng tâm thức của mình lên, lập tức công việc nó thay đổi, lập tức hành vi, lời nói nó cũng thay đổi. Nên từ năm 35 đến năm 45 tuổi mà các bạn lương vẫn cao, công việc vẫn ổn định, mà tự nhiên thấy chán chán rồi nộp đơn nghỉ việc, chúc mừng. Chúc mừng bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc đời, chúc mừng, vẫn rất may mắn. Còn từ năm 35 đến năm 45 đi kiếm được nhiều tiền và cứ yên tâm sống như thế đến già đến chết là chúc mừng, một kiếp sống gà công nghiệp bắt đầu. Nên các bạn tìm hiểu đi. Tôi quan sát nhiều người lắm, cái tuổi đó. Có những bạn thì đến 50 tuổi mới nghỉ việc, còn hầu hết 35, 45 nộp đơn nghỉ việc, ly chia. Các bạn để ý này, cái giai đoạn từ 20 đến 30 là đi làm bất chấp đó là việc gì, đúng không? Miễn là có tiền, đi cày. Miễn là có việc, miễn là có tiền. Từ 30 trở ra, bắt đầu suy xét xem công việc nào mình nên chọn lựa mà nó có vẻ hợp lý với mình hơn. Nó chỉ có vẻ thôi chứ nó chưa sâu được. Rồi đến một ngày đẹp trời gần 40, giật mình nhìn lại, hình như công việc này ổn định, có tiền nhiều, nhưng mình không có yêu nó, mình chẳng thấy ý nghĩa gì. Thì lúc này các bạn lại nộp đơn nghỉ việc. Lúc này mới cần nghỉ việc. Bước ngoặt cuộc đời nằm ở cái đoạn này nha. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời. Còn toàn bộ cái phía đằng này này chưa phải bước ngoặt đâu. Đây là trải nghiệm và bắt đầu suy xét cuộc đời. Còn đây bắt đầu thực sự tâm thức thay đổi. Giai đoạn này là giai đoạn tái sinh về tâm thức.
Còn lúc các bạn được đẻ ra là tái sinh về thân thôi, tâm chưa thay đổi gì so với đời trước cả. Còn cái giai đoạn mà các bạn đi vào chiều sâu của nội tâm, tái sinh về tâm thức, giai đoạn này quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Có những con người cả đời không được tái sinh về tâm thức, tức là tâm thức không được nâng lên những cái tầm mới do sự hiểu biết sâu sắc tạo ra, họ không có được. Chín mươi phần trăm là chúng ta chỉ có bốn cái giai đoạn này thôi, đi học rồi cũng lao vào cuộc đời, rồi kiếm được sự nghiệp, có gia đình rồi chết. Có những người có cống hiến được một ít giai đoạn trẻ, có những người cả đời chả cống hiến cho ai cái gì cả. À, và nếu cuộc đời của chúng ta thiếu cái giai đoạn của chiều sâu nội tâm thì coi như là lãng phí cuộc đời, coi như là sống đến năm 25 tuổi và 75 mới đem chôn đấy. Nên cái giai đoạn số 5 này này mà các bạn bê xuống được giai đoạn số 2 là rất tuyệt. Chiều sâu của nội tâm đặt ở đây. Trong quá trình đi học thì sự học nó phát triển, và họ tự tìm về chiều sâu của nội tâm thông qua những khóa thiền, thông qua những bậc minh triết, thông qua những cái bài giảng của những cái bậc minh triết họ học được. Thì dạng này hàng hiếm này. Dạng này là mẹ Teresa đi này, 21 tuổi đi tu rồi làm thiện nguyện cho đến hết đời, đi thẳng vào chiều sâu của nội tâm luôn, không còn lập sự nghiệp kiểu thông thường nữa. Và đến khi mẹ chết thì được hai lần phong thánh, Hồi giáo phong thánh và Thiên Chúa giáo phong thánh. Mẹ đi cái ngạnh này và cống hiến theo chiều sâu có chín chắn trong đây. Đó, thì loại này khá hiếm, hay bị coi lập dị nha. Loại này ở đây hơi bị đông đấy. Ở cái chỗ này này hơi bị đông đấy. Vì các lớp chúng tôi đào tạo là hút đối tượng này về, hút cái đối tượng sống có ý nghĩa, chứ không phải sống kiếm nhiều tiền. Khác nhau. Mà sống có ý nghĩa thì tự nhiên mỗi một ngày đi làm là một ngày hạnh phúc, mỗi một ngày đi làm là một niềm vui. Còn sống mà có tiền mà nó cứ vô vị thế nào, ngày nào đi làm cũng chán chán. Thứ hai là ngày đầu tuần là thở dài lại phải đi làm rồi. Đấy. Thứ sáu, chiều thứ sáu đời tươi lắm vì chuẩn bị được nghỉ rồi. Bạn nào mà cứ có tâm trạng chiều thứ sáu vui mà sáng thứ hai buồn, chúc mừng, chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc là vừa. Tức là các bạn không hề yêu công việc nữa nên bỏ đi. Doanh nghiệp cũng không cần các bạn đâu, vì cái hồn của các bạn có đặt vào công việc đâu. Nên nghỉ việc là vừa nha. Yeah.